Ok, xin chào cả mọi người nhé. Chúc tất cả mọi người Sai 42 bạn Hoàng Hải Liên lần tin nhỉ. Chúc tất cả các bạn buổi tối đầu tuần vui vẻ nhé. Thật ra nói là trong cái cuộc sống thì ai cũng có lúc nọ lúc kia anh em phải không? Chắc là tôi như nào thì chắc là cũng anh em quá ok biết rồi đúng không? Bây giờ về giờ tuổi này là tuổi về hưu rồi, bây giờ chả còn cái gì nữa cả, giờ đi bán cái hàng này gọi là đủ sống, hiểu không? Nên là anh em mà quý mến mình thì vào ủng hộ mình, hiểu không? Thì cũng cảm ơn cả các bạn rất nhiều đấy. Trong tôi bán được một tuần thôi nhưng mà đúng là cả nước nói chung là cũng ok rồi. Bạn Nu Hương Lào 65-70 kg. Nên là thôi, mình không biết nói gì, biết cảm ơn các bạn thôi. Có sai 36 nha anh cả con nhá. 36 thì có. 38. 38, 38 thì không có 36. Tốt thì giới thiệu cái gì nhỉ? Chào anh Nguyễn Cảnh, cảm ơn anh rất nhiều anh ạ. Size 36 thì nếu okay, anh phải thì là thằng riêng anh nhá. Chào anh Nguyễn Thế Khoa, chúc anh mình mua may bán đắt. Các bạn là cái này cười chưa? Chưa anh ạ. Anh đây, bây giờ mình cho anh em xem cái này. Thật ra để nói này, có hơn 100.000 nữa, mình không cần phải nói nhiều để làm gì, quảng cáo làm gì cả. Các bạn biết tôi từ xưa giờ rất là mộc mạc đây. Một đôi giày như này rất là nhẹ, đấy, rất đơn giản. Màu rồi pha các thứ như này, đế đúc. Mà giá chỉ có 195k, miễn ship toàn quốc, bảo hành cho các bạn 6 tháng. Nếu bạn nào đi không vừa, sai, mình sẽ gửi lại cho các bạn đi vừa sai thôi. Chứ thật ra thì trong công việc kinh doanh thì ai thế thôi. Kinh doanh thì kinh doanh, nhưng mà mình giúp được nhau gì là mình cứ giúp bình thường. Đấy, nên các bạn không phải nghĩ ngợi cái việc đấy cả. Cả hai màu luôn. Hoàng Liên, Hải Liên mà chắc lấy cả hai đôi. Đấy, nên là các bạn nếu lấy lại thì chụp lại màn hình và gửi vào tin nhắn mình nhá. Còn bất kể ai nói cái vấn đề chuyển tiền thì các bạn không nên nghe nhá. Không nên nghe, vì nếu chuyển tiền thì các bạn phải gọi trực tiếp FaceTime cho mình nói chuyện như thế này, thì anh em nói chuyện về vấn đề đặt tiền, còn nếu không thì thôi. Đấy, nên là mình không cảm ơn bạn là chú Dũng bán hàng thật thà thế. Thì thôi, có thế nào mình nói thế, hiểu không? Nên là đừng có nghe ai cả và đặt tiền đặt nong gì hết. Còn với hàng chỉ có thế này thôi. Bảo hành các bạn 6 tháng là ok rồi. Thật ra là có hơn 100.000 thì thôi, nói chung đi 6-7 tháng một năm cũ quá rồi, mình nó không hỏng thì mình bỏ cũng được, đúng không? Đấy, nói thật mấy anh em là thế. Cho nên gà con này lượn đi cái nhỉ? Nói là hỏi vớ vẩn này. Gà con đâu nhỉ? Đây. Đấy. Thế nên là anh em mà ủng hộ mình ok thì đôi giày trắng đằng sau chú Dũng ơi, Vũ. Đâu giày? Đây. Trắng là 03. Đôi này là mã 03. Đôi này là mình rất yêu. Đấy. Nói chung là nhìn cái mõm giày thì quá đẹp luôn đây. Bạn nhìn thấy ok chưa? Đấy, rất đẹp luôn.